Mình Thấy Ấn Tượng xin chào tất cả mọi người. Rất vui được chào đón mọi người đã đến xem video của kênh Mình Thấy Ấn Tượng. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui và trong cuộc sống luôn luôn gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc mọi người nha. Kênh Mình Thấy Ấn Tượng của mình là kênh chuyên chia sẻ về những loại cây cảnh và hoa kiển xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thì mỗi một cái video mà Mình Thấy Ấn Tượng chia sẻ đến mọi người thì mình cố gắng mình chia sẻ với mọi người về một loại cây trồng mới. Thời gian gần đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về những loại cây cảnh mà để cho chúng ta có thể tạo ra những cái bonsai nhỏ nhỏ để trên bàn giống như thế này mọi người. Đó, như mọi người nhìn thấy đây là với đầu video đó, mọi người nhìn thấy những chia sẻ của mình về những cái cây mà mình trồng trong những cái chậu nhỏ nhỏ thế này để chúng ta để trên bàn làm việc, để trên bàn trà thì nhìn rất là xinh. Thì mình không phải là một người chuyên về bonsai mọi người. Mình thì mình chỉ chia sẻ với mọi người về cây cảnh thôi, và cách chúng ta có thể tạo ra những cái bonsai mà nó đơn giản nhất mà và nó rẻ tiền để cho mọi người, đặc biệt là những người mới, những người mà yêu thích cây cảnh, mình muốn hồi nào tới giờ chưa bao giờ chúng ta vào để làm tự tay mình tạo ra một cái cây bonsai mini nhỏ nhỏ để chúng ta có thể thư giãn và những lúc chúng ta làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Thì mình muốn chia sẻ cách mà mọi người cũng có thể tự tay mình tạo ra những cái tác phẩm nhỏ nhỏ như thế này. Mọi người nhìn thấy đầu déo đó thì mình sẽ chia sẻ với mọi người đây một cái cây tinh sam đó, mình đã tự tạo, mình tự quấn dây, mình tạo hình dạng cho cây. Thì những cách mà mình tạo hay là mình tìm hiểu thì cũng qua những anh em trên mạng xã hội người ta chia sẻ, mình nghiên cứu mình làm ra. Còn đây cũng là một cây kim quýt cùng loại với loại này, và cái chậu này là tự tay mình làm bằng xi măng mọi người. Mình có chia sẻ qua những video trước rồi. Cái chậu này thì mua ở chợ mọi người. Mọi người muốn xem cách mà mình tạo ra một chậu mini để bàn nhỏ nhỏ giống như thế thì mọi người có thể tìm lại xem video của mình. Mình có để trên góc mình đề xuất cho mọi người xem đó, mọi người có thể tìm xem lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để mình có thể tự tạo ra một cái cây bonsai để bàn bằng cây kim quýt này mọi người nha. Thì những cây này thì nó rất là rẻ tiền mọi người, nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Thì tất cả những sản phẩm này thì mình cũng đều có bán ở trên Lazada và Shopee. Mình có hai cái gian hàng Lazada và Shopee, mình để phần mô tả mọi người. Mình có thể, nếu mà muốn mua những loại cây này, mọi người có thể tìm vào những cái gian hàng đó mà mua, hoặc là mọi người có thể mua trực tiếp với mình qua số Zalo mình luôn luôn để trên màn hình đó. Thì những cây này cũng rất là dễ mua trồng, rất dễ mua, rất dễ trồng, rất là dễ chăm sóc mọi người. Và những cây linh sam như thế này đó, chỉ có vài chục nghìn một cây một cây thôi mọi người, rất là đơn giản. Chúng ta có thể tự tay là tạo ra những tác phẩm nhỏ nhỏ để chúng ta chơi mọi người nha. Bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người, để mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để chúng ta có thể tạo ra được cái cây bonsai để bàn mọi người nha. Thì cây kim quýt này sức sống của nó rất mạnh liệt mọi người, sức sống rất mạnh luôn. Mình cái chậu ra mình lấy phân ra. Chúng ta loại bỏ phân và cắt gọn rễ lại mọi người. Thì cái cây của chúng ta nó sẽ được như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ tỉa bớt những cái lá đi để cho nó đưa những cái nhánh ra để chúng ta có thể nhìn thấy nhánh nào nên chừa, nhánh nào loại bỏ mọi người nha. Kim quýt thì gai cũng giống như là cần thăng hay là cây linh sa mọi người, gai rất là nhiều nên chúng ta phải cắt cẩn thận mọi người nha. Nhớ tỉa lá thôi, nhánh thì chúng ta chừa lại mọi người, nhánh thì chúng ta chỉ tỉa sau. Trong lúc chúng ta cắt nè mọi người, những cái nhánh nào mình cảm thấy nó dư nhiều quá chúng ta cũng loại bỏ đi. Thì sau khi tỉa lá rồi thì mọi người nhìn thấy nè, cái cây kim quýt của mình nó sẽ như thế này đó, mọi người thấy nè, cây này thì nó nhỏ xíu mọi người, nhỏ hơn cây út mình đó, chỉ bằng cái đầu đũa lớn mọi người, như cỡ đó thôi đó, mọi người nha. Chưa thấy hình thù của nó như thế nào mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái chậu để mình vô chậu cho nó, xong rồi mình sẽ định hình đó mọi người nha.
cho cái cây của mình nó lùn nó nhỏ, cho nên mình sẽ chọn một cái chậu có cái tông nó hơi cao cao thế này mọi người, để cho nhìn cái cây mình nó có chiều cao chút xíu. Ở đây thì chậu và cái cây của mình á, rễ á, còn chưa có bằng, nó chưa có lọt được cái chậu, thì mình sẽ loại bỏ bớt một phần rễ nữa mọi người, cho nó để vừa lọt vào cái chậu nha. Mọi người cứ mạnh dạn mà loại bỏ, chứ không loại cây kim quýt này mọi người thấy nó ra rễ rất là nhiều, chúng ta cứ cứ cắt bỏ bớt không sao hết mọi người, chừa những cọng rễ bự này lại, chúng ta có thể ép nó xuống. Cuối cùng thì cũng đã lọt vào chậu rồi mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô phân cho cây, chúng ta sẽ tiến hành trồng. Cho những cái chậu chúng ta nhỏ như bên dưới không có chừa cái lỗ để chúng ta cách dây, thì chúng ta sẽ cắt một cái cây cọng dây nhơ mọi người, nó vừa bằng dưới cái chậu của mình. Mình sẽ dùng một cọng dây nhôm nhỏ hơn nữa để mình như thế này mọi người, để chúng ta có thể một hồi chúng ta có thể kết cho cái cây của mình, để cho cây của mình nó dính chặt vào trong cái chậu này để nó ổn định và nó dễ ra rễ hơn mọi người nha. Đất trồng thì cái loại cây kim quýt này nó không có kén đất mọi người, loại đất trồng nào thì cũng trồng cây kim quýt này được, cho nên mọi người nếu mà có loại đất trồng chuyên dụng để mà chúng ta sử dụng cho những cây bonsai thì rất là tuyệt vời, còn nếu không thì mọi người cứ sử dụng sơ dừa và một ít phân rơm, hoặc là mọi người có thể trộn với những phân hữu cơ để cho nó có cái dinh dưỡng cho cây. Mình sẽ kết chặt cành cây xuống cái chậu mọi người nha, cho cây mình nó được ổn định. Đây mọi người thấy mình đã quấn dây xong rồi, bây giờ thì chỉ cần điều chỉnh nhánh cho nó theo ý của mình muốn thôi mọi người nha. Video chia sẻ về cây kim quýt là chúng ta có thể tạo một dáng bonsai mini từ một cái cây mà nhỏ, nó cái tàn nhánh nó rất là tùm, chúng ta không thể nào mà nhìn định hình nó được. Bây giờ mình qua vài thao tác thì mình đã định hình nó xong đó, chúng ta đã có được một cái cây rất là nhìn cũng rất là dễ thương mọi người. Thì mình không phải là một người chuyên nghiệp làm bonsai mọi người, nếu mọi người thấy có thiếu sót gì thì mọi người hãy góp ý mình với phần bình luận để mình học hỏi thêm mọi người nha. Thì video của mình xin được tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo của video thú vị mới mọi người nha. Bye bye.